Sao vậy anh? Muốn ăn phô mai que hả? Này là phô mai que hả? Trong lệ bánh ít anh trai. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày... Tao muốn ăn bánh ít chứ không phải là phô mai que. Trời nhìn kìa, hắn muốn chứng tỏ bản thân mình. Bây giờ hắn lấy dao ra rọc tay luôn kìa. Anh lấy dao ra cắt tay mình làm gì? Anh nhìn tôi nè. Nhiều khi nỗi đau của dầu nóng gây ra còn dữ dội hơn là con dao cắt vô tay đó, anh hiểu chưa? Tao đâu có khùng đâu mà làm giống mày. Bây giờ tao lấy con dao tao cắt gỗ luôn. Trời ơi, đúng là giang hồ thiệt. Lấy dao rạch mặt luôn kìa, hồ dữ thiệt. Quỷ thần ơi, lấy dầu rửa mặt luôn kìa ông nội. Đúng là công phu thượng thừa thiệt. Anh cứ mua phô mai que về ăn đi là tự nhiên công lực của anh thâm hậu lên liền hả? Đúng là dữ thiệt ha. Dữ thiệt luôn. Dữ thiệt. Tới bây giờ tôi mới thấy phô mai que ở Trà My công hiệu thiệt. Thôi bây giờ tôi cho tiền anh xài luôn. Tôi không dám thu tiền ở đây nữa đâu ha. Tạm biệt anh. Vĩnh biệt. Chào. Trời đất, quỷ thần ơi, ngồi trên đinh luôn mới chịu. Đây là công phu gì vậy trời? Vĩnh biệt nha. Anh nói cho em biết, đàn ông chúng anh một khi đã yêu ai, yêu rất là cuồng nhiệt, chiều chuộng vuốt ve cũng rất là cuồng nhiệt. Tại sao nói chuyện em cứ đơ rồi vậy? Em đang liên phiến nha, liên phiến như nào? Cắn nhân cái nè. Đang có chuyện gì giấu anh phải không? Mau nói ra đi. Chuyện gì? Nói chuyện mà cứ đơ ra hoài vậy, coi thường phải không? Anh nói cho em nghe, may mắn lắm mới gặp được một người như anh á. Anh rất là hiền, thấy không? Hiền lắm, bởi vì ba mẹ đẻ anh ra đặt tên anh là Hiền mà. Anh cấm em nhờn gì với anh nghe không? Nói mà mặt đơ vậy. Bây giờ em ở nhà, anh đi vô bệnh viện tâm thần chút. Từ xưa tới giờ mọi người đều nói ta là khỉ, thì xấu cũng giống như là khỉ vậy, không có đẹp giống như con người. Thì hôm nay ta quyết định thử xe xua một lần coi như thế nào. Tại sao cây son này trét hoài mà nó cứ hỏng ra cái màu như ý gì đó nhở? Gương kia ngự ở trên tai, trần ai này đẹp hơn ta nói liền cái coi. Kiếp này tao quá thành gương, kiếp sau hy vọng trời thương ta nhiều. Thương nhiều dù biến thành phân, để cho người nắm đẹp hơn người nhiều. Biến đi cái thằng cất, đừng có trét nữa, xấu đủ rồi.